triển lãm hàng không Dubai vắng bóng hai hãng vũ khí Israel. Gian trưng bày của hai hãng vũ khí Israel trống trơn trong ngày khai mạc triển lãm hàng không Dubai, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza vẫn diễn ra ác liệt. Chưa rõ vì sao không có nhân viên nào của Israel Aerospace Industries, IAI, và Rafael Advanced Defense System có mặt tại gian trưng bày. IAI và hãng vũ khí nhà nước S của UAE đã ký chương trình hợp tác phát triển tại triển lãm hàng không Dubai năm 2021. IAI và Rafael không phản hồi đề nghị bình luận. Gian trưng bày của IAI bị chặn lại bằng dây đỏ. Gian của hãng Elbit System từ Israel vẫn có nhân viên. Dù họ từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tham gia triển lãm, Reuters cho biết. Cuối tuần qua, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo kêu gọi dừng bán vũ khí cho Israel, trong bối cảnh số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc ném bom của Israel vào dải Gaza đã vượt mốc 11.000. Năm 2021, Elbit System thành lập một công ty đăng ký ở UAE nhằm triển khai các hoạt động hợp tác dài hạn ở đó. Trong những tuần gần đây, công ty mẹ của Elbit System ở Israel công khai thể hiện quan điểm ủng hộ chính phủ Israel và quân đội nước này. Các công ty Israel tham gia triển lãm và hội nghị ở UAE từ năm 2020, sau khi cường quốc vùng vịnh và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao theo thỏa thuận mà Mỹ làm trung gian. UAE vẫn sẽ duy trì quan hệ với Israel bất chấp sức ép của khu vực vì cuộc xung đột ở dải Gaza, các nguồn tin nắm được tình hình trong chính phủ UAE nói với Reuters. UAE thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel theo Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian vào năm 2020. Thỏa thuận đó phá vỡ chính sách của thế giới Ả Rập trong nhiều thập kỷ về việc phải thành lập một nhà nước Palestine trước khi bình thường hóa với Israel. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.